Rồi, chào bạn. Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các bạn về cái video clip trước cô vừa kết thúc phần 5 đúng không? Thì video clip này cô sẽ hướng dẫn các bạn về phần 6 ha. Của test 7 economy 5. Rồi. Bây giờ 141 đầu tiên mình thấy câu này đây là câu gì đây? Mình thấy chỗ này vẫn chưa có động từ các bạn. Chưa có động từ. Mình thấy động từ này là ở thì gì đây? Mình xem thử à, như là kết quả của việc làm việc chăm chỉ một cách như nào bạn, việc chăm làm việc chăm chỉ liên tục constant ha, thì công ty sẽ tổ sẽ như nào bạn, sẽ tổ chức, sẽ triển lãm ha, sẽ triển lãm cái sản phẩm về điện nè, được chưa, gần nhất mới nhất nha, sản phẩm điện mới nhất tại cái khuôn viên của công ty vào như nào bạn, vào ngày 23 tháng 8, chứng tỏ cái việc này chưa xảy ra thì phải trong tương lai. Được chưa? Nhưng mà bạn thấy nó dùng ngay thì tương lai tiếp diễn, bởi vì sao? Nó diễn tả một hành động sẽ chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai tại một thời điểm nhất định là ngày 23 tháng 8. Hả? Ngày đáp án là câu D. Được chưa bạn? Ok, khá là đơn giản. 142. Và chúng tôi mong đợi rằng cái gì đó sẽ mang lại cho chúng tôi rất là nhiều du khách từ trong và ngoài nước. Thời từ gì bạn? Phải là từ show, chính xác, show. Được chưa? Show là gì nhỉ? Là cái hy vọng cái buổi triển lãm đó đúng không ạ, sẽ mang lại cái sự từ này nè bạn nhé, company chứ không phải là đi lộn rồi nha. Rồi tôi hy vọng cái show này sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều du khách từ trong và ngoài nước, được chưa bạn ha. Rồi tiếp tục 143, mình thấy không, phần 6 nó dễ lắm nha bạn nhé, phần 6 nó cực kỳ đơn giản chứ chẳng khó gì hết, phần 5 cũng như vậy. Mà thấy cái từ phi là biết discounted, chọn ngay thôi. Cái phí giảm giá sẽ được cung cấp tới những cái cư dân của thành phố. Hãy khuyến khích mọi người mà bạn biết để tham gia vào cái buổi đó, cái buổi gì bạn triển lãm đó, được chưa? Mình chọn ngay là discounted. Còn employed hàm ý câu C là làm đơn giản. Simple, vậy bạn làm đơn giản, làm đơn giản hóa, được chưa? Rồi, xong mình sang câu 140-14. 14 là câu về gì bạn? Câu về liên từ. Đầu tiên mình loại được cái dấu câu. Có phải cái từ moreover? Moreover đáp án A. Và đáp án D. Therefore. Về trước chấm sau phẩy. Đúng không ạ? Cái đó mình loại được câu A và câu D. Còn lại câu B và câu C. Câu B và câu C. Nhưng cái từ hence. Cái từ hence này nó không, nó nghĩa là bởi vì. Nhưng nó cộng với một danh, một cụm nhân từ chứ không phải một mệnh đề. Dạ, yeah. Còn lại câu B. Bạn xem hợp lý về nghĩa không nhá. Rồi, cái tổ chức của chúng tôi gần đây đã thông báo rằng, lưu ý rằng bạn như nào, bạn out of a job, như bạn thất nghiệp á. Nhớ là cô có từ out of, nghĩa là hết gì đâu. Ví dụ cô đọc là gì bạn? Out of ink, hết mực. Out of paper, hết giấy. Ví dụ như vậy. Out of job. Out of a job là thất nghiệp. Đã một vài tháng rồi. Được chưa? Và chúng tôi muốn assist you, muốn giúp bạn với cái việc mà như nào quay lại với thị trường công việc. Hợp lý về nghĩa và đúng về mặt của pháp, ngữ pháp để cho cấu trúc, được chưa? Rồi. Và như nào bạn? Chúng tôi cung cấp cho khách hàng với cái những thông tin quan trọng về cái gì mà khác nhau, về những cái nghề nghiệp khác nhau có sẵn gần đây. Thì phải làm gì bạn? Career, đúng bạn ha? Thế nào? Chọn ngay đáp án là gì bạn? Là câu A ha? Không thể nào là câu gì bạn? Câu gì đây? Câu B, câu C hay là câu D được, đúng không? Rồi, mình thấy ngay là gì đấy bạn? Câu B nó nghĩa là market, là thị trường, đúng không? Câu C là gói, câu D là phần, đúng không bạn? Chỉ có đáp án A là gì đây? Career là những nào, nghề nghiệp, được chưa bạn ha? Rồi, career được chưa, khởi nghiệp. Và những nào bạn highlight, và tôi sẽ đánh dấu lại những cái nghề nghiệp nào mà bạn phù hợp nhất cho bạn. Rồi, 46. Một khi bạn cái gì? Bạn cái gì tổ chức của chúng tôi đây? Bạn cái gì bạn? Bạn join, chính xác. Một khi bạn tham gia vào tổ chức của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cam đoan rằng bạn sẽ được cung cấp ít nhất là 5 cơ hội nghề nghiệp trong vòng 1 tháng. Đó, được chưa bạn? Tôi gọi ngay là join.
nha. Đó, còn câu A là gì bạn? Câu A là từ chức. Câu B là chi trả, đúng không? Leave là rời khỏi gì đó, được chưa? Rồi. 47. Mấy mình qua cái câu, mình qua một cái email khác rồi đây, mình qua một cái gì mà đoạn khác rồi đó. Tôi hy vọng rằng cái your summer, mùa hè của bạn sẽ rất là tốt đẹp, được nha. Bạn có cùng nhớ khi mà cuốn tiểu thuyết của chúng tôi, của tôi được xuất bản hay không? Thì bằng cái việc mà cái cuốn tiểu thuyết đã xuất bản thì xuất bản chưa bạn? Xuất rồi đúng không? Thì như nào? Cái việc nhớ lại cái việc gì đã xảy ra rồi, thì cái việc xảy rồi phải là ở gì các bạn? Ở quá khứ. Đầu tiên cái cuốn tiểu thuyết xuất bản thì mình loại quá khứ trước, thì mình loại đáp án câu B. Cô nhầm. Nó ở quá khứ như đó, mình phải loại tương lai là câu A và câu D. Còn lại câu B và câu C mà thôi. Được chưa? Đó. Câu B là bị động của thị quá khứ đơn, và câu C là bị động của từ quá khứ hoàn thành. Và nhớ cho cô cái việc nhớ và cái việc xuất bản, việc nào xảy ra trước? Có phải việc nhớ cái việc gì à? Cái việc xuất bản xong rồi bây giờ nó mới nhớ lại nè. À, nó nhớ lại. Thì các bạn, cái việc nhớ lại là ở hiện tại. Các bạn remember thì hiện tại nè, hiện tại đơn nè. Thì cái việc xuất bản nó phải là quá khứ đơn. Còn khi nào bạn nhớ cái thì tiếp ra cái thì mà hoàn thành, bạn nhớ không? Hoàn thành có phải là gì bạn? Có phải là hai sự việc đều xảy ra trong quá khứ, việc nào xảy ra trước thì nó là hoàn thành. Các bạn, nhưng mà ở chỗ này cái từ remember, cái việc nhớ và cái việc xuất bản, thì cái việc nhớ nó ở hiện tại mà. Thì không thể nào cái việc này, cái việc xuất bản là ở quá khứ hoàn thành được, hay là ở quá khứ đơn. Thì các bạn ha, nhớ cho cô, chỗ này mà có từ remember thêm ed vào á, quá khứ đơn á, thì chỗ này phải là quá khứ hoàn thành. Bởi vì hai sự việc đều xảy ra trong quá khứ hết, cái nào trước là quá khứ hoàn thành. Được chưa bạn? Rồi, 148. Cô thấy từ interest là cô chọn ngay từ express, xem đúng không nha. Well, và cho một vài ngày qua, chúng tôi đã bày tỏ được cái gì bạn? Cái quan tâm, cái sở thích, đúng không? Và bày tỏ cái sự quan tâm, sự sở thích, cái sở thích trong một cái gì bạn? Trong cái việc mà làm ngắn lại, đúng không? Ngắn lại câu chuyện và xuất bản nó. À, xuất bản nó như là một phần của một cái collection, một cái sự sưu tập, bộ sưu tập mới của truyện ngắn. Thì phải là gì bạn? Express, chính xác. Câu A là như nào bạn? Phớt lờ. Câu B là cung cấp. Câu C là để, đề nghị, đúng không? Rồi. 49. Gì đây? Cái thứ mà chúng ta như nào mà họ không thể nào mà tiến hành được với không có sự cấp phép của tôi, sự cấp quyền của tôi, gọi là without hả? Đó, đúng mà. Và tôi sẽ như nào bạn? Sẽ không quay lại trong thị trấn cho một vài tuần tới. Đó, thì như nào phải chọn là without phù hợp nhất về nghĩa. Rồi, mình sang cái đoạn tiếp theo, đoạn cuối cùng của phần 6. Stock value, giá trị cổ phần của công ty này, của tập đoàn này đã giảm xuống 14% chỉ trong 4 ngày. Nó muốn nhấn mạnh là chỉ trong 4 ngày mà giảm tới 14%. Này vấn đề không bạn? Để chọn ngay đáp án là câu A. Được chưa? Rồi. Và như nào bạn, cái việc mà giảm nhanh như vậy ở trong cái giá trị cổ phần này là do gì bạn? Mình thấy câu này là câu hỏi nghiệm nghĩa vẫn được. Mình thấy cái từ failure là danh từ, mạo từ the là một tính từ, bộ nghĩa sự thất bại. Thất bại thuộc về gì bạn? Thuộc về sự vận hành, thuộc về vận hành. Đó. Operational, đây là câu B, chọn ngay tính từ. Nó là một trong những cái gì bạn? Nhà máy sản xuất lớn nhất. Đó là gì nào? Cái lý do tại sao mà bị giảm như vậy là do sự thất bại trong thuộc về vận hành tại một cái nhà máy mà sản xuất lớn nhất. Rồi, câu cuối cùng. Chỗ này mình thấy cái từ by cộng với một người. Để biết ngay nó là bị động không nhỉ? Xem thử nhá. Cái sự giải thích chính thức cho cái sự thất bại này được thực hiện bởi ai, được nói bởi ai, thì phải là gì bạn? Được thực hiện, đúng không? Was made by, bởi gì bạn? Bởi ủy viên của công ty này. À, nhưng dường như nó không có một cái gì bạn ảnh hưởng tác động mà tích cực
Hả? Tích cực tới cái gì đấy? Thị trường cổ phần. À, ngay đáp án là câu D để chơi bạn, nó là bị động. Ok, rồi xong, mình vừa xong phần phần 6 luôn. Cái video tiếp theo của nhóm bằng cái phần 7 nha. Rồi, tạm biệt các bạn.